thế giới, tỷ lệ song sinh dính nhau là 1 trên 200.000 trẻ sinh sống. Trong số đó, chỉ có 6% là dính nhau kiểu Ischigobagus tetrapus. Ca phẫu thuật huy động sự tham gia của 93 y bác sĩ, nhân viên y tế thành phố Hồ Chí Minh. Đến gần 19 giờ tối 15 tháng 7, ca phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính liền kéo dài hơn 13 giờ, thành công tốt đẹp. Tất cả thế thì mổ chết đều không mất máu, chỉ đến cái phần đục xương thì bất cứ nơi nào mà đã đục xương thì nó đều mất máu, nhưng sẽ cố gắng giới hạn tối đa, không một phẫu thuật viên nào có vẻ phúc như phẫu thuật viên nhi, bởi vì khi cứu được các cháu bé mắc bệnh hiểm nghèo là cứu được cả một cuộc đời dài 6-7 chục năm với tất cả ý nghĩa.